Loạn Bát Vương, một cuộc đấu đá chính trị xảy ra vào giữa năm 291 cuối thời Tây Tấn. Trong các hoàng tộc của Tây Tấn, có hơn 8 vị vương tham gia vào cuộc hỗn loạn này, nhưng chỉ có 8 vị vương mới là những người tham gia chính, những người thực sự kiểm soát quyền lực của triều đình. Cuộc chiến trong cung đình châm ngòi cho Loạn Bát Vương. Vào năm 290, khi Tấn Vũ Đế bị bệnh nặng, ông đã ban hành một chiếu chỉ, yêu cầu quốc trưởng Dương Tuấn và chú mình là Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng cùng nhau giúp đỡ hoàng tử Tư Mã Trung kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, Dương Tuấn sợ mất quyền lực, nghĩ cách mượn sắc lệnh đang được lưu giữ ở tỉnh Trung Thư nhưng không bao giờ trả lại. Khi tình trạng của Tấn Vũ Đế trở nên tồi tệ hơn, Dương Tuấn cùng thông đồng với con gái là Dương Hoàng Hậu lập một tờ di chiếu giả, trao quyền phụ chính cho một mình Dương Tuấn. Hai ngày sau khi lập xong di chiếu, Tấn Vũ Đế qua đời, Tư Mã Trung lên kế vị. Vì Trung đần độn không thể kiểm soát đất nước, nên chính quyền rơi vào tay Dương Tuấn và Dương Thái Hậu. Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng biết trong nội dung di chiếu, hiểu rằng khi thành công thao tóm quyền lực, Dương Tuấn sẽ nghĩ cách đối phó với mình. Thay vì khởi binh tấn công, Tư Mã Lượng chạy trốn đến Hứa Xương xin cứu mạng. Lúc này ở trong triều, hoàng hậu của Tư Mã Trung, Giả Nam Phong, là con gái của Giả Sung, người sáng lập nhà Tây Tấn. Bà ấy xấu xí, lùn và đen, nhưng lại độc ác và đang cố gắng thao túng hoàng đế để kiểm soát chính phủ. Khi đó, Giả Hậu dò biết Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng bất bình vì ngoại thích Dương Tuấn, liền bí mật sai người liên lạc với Lượng, yêu cầu dẫn binh về Lạc Dương thảo phạt Dương Tuấn. Bản thân Lượng cũng sợ bị Dương Tuấn trừ khử nên đồng ý khởi binh thảo phạt. Ông cùng liên kết với Sở Vương Tư Mã Vĩ từ Kinh Châu đem quân về Lạc Dương. Nhận được sự ủng hộ của họ Tư Mã, Giả Hoàng Hậu lấy danh nghĩa Tấn Huệ Đế, hạ chiếu ghép Dương Tuấn vào tội mưu phản, lệnh cho Tư Mã Lượng và Tư Mã Vĩ đem quân vào kinh đô. Cả hai được lệnh liền dẫn quân vào kiểm soát Lạc Dương, song tới Vây Tư Dinh giết Dương Tuấn và những người có liên quan, số người bị giết có tới mấy ngàn. Sau khi quyền lực của họ Dương bị xóa sổ, Tư Mã Lượng và lão tướng Vệ Quán cùng chia sẻ quyền lực. Cả hai thấy rằng Tư Mã Vĩ là kẻ tàn bạo, không thể giao cho trọng trách, bèn kiến nghị Vĩ trở về đất phong. Việc này khiến Tư Mã Vĩ vô cùng tức giận, thường gièm pha hai người với Giả Hậu. Giả Hậu thấy đây là cơ hội tốt để trừ luôn cả hai vương. Bà dùng quỷ kế, trước hết, giả truyền mệnh lệnh của Huệ Đế, sai Tư Mã Vĩ đem quân bắt Lượng về trị tội vì có âm mưu phản nghịch. Luôn tiện cũng làm tương tự đối với đại thần Vệ Quán là người đã từng khuyên Tư Mã Viêm lập thái tử khác. Thế là cả hai người và toàn gia đình lập tức bị chém mà không được thanh minh biện bạch gì. Sau trận đánh lật đổ Lượng vào Quán, có người khuyên Tư Mã Vĩ nên nhân đã thắng lợi này mà tổng tiến công diệt trừ Giả Hậu, đoạt lấy đại quyền triều chính, nhưng ông lại do dự chưa dám quyết định. Thế rồi, hai tháng sau cái chết của Tư Mã Lượng, Giả Hậu thấy quyền lực của Tư Mã Vĩ lớn mạnh, bèn tìm kế trừ khử ông đi. Giả Hậu theo kế của Trương Hoa, phái trung tướng quân Vương Cung tuyên bố Tư Mã Vĩ ngụy tạo chiếu chỉ giết Tư Mã Lượng và Vệ Quán, rồi sai đem quân đánh ông. Bộ hạ của Tư Mã Vĩ biết chuyện, khuyên nên bỏ chạy nhưng ông không nghe, vẫn ở lại cầm cự. Cuối cùng Giả Hậu lấy tội danh này, ra lệnh giết Tư Mã Vĩ ngay tại triều. Ông là vị vương thứ hai bị giết trong Loạn Bát Vương. Tư Mã Vĩ chết, Giả Hoàng Hậu cố gắng hết sức để quét sạch những trở ngại làm ảnh hưởng đến quyền kiểm soát duy nhất của bà đối với quyền lực đế quốc, và đồng thời bổ nhiệm những người bà tin tưởng vào những vị trí quan trọng. Mặc dù có những biến cố, nhưng nhìn chung trong mấy năm sau đó, đất nước vẫn ổn định. Tới năm 299, Giả Hậu chú ý đến ngôi thái tử. Hiện giờ người được chọn là Tư Mã Duật, là con của Huệ Đế và Tạ Phi. Mẹ bà khuyên nên nhận thái tử Duật làm con nuôi để giữ ngôi, nhưng Giả Hậu không nghe, vu cáo thái tử phản nghịch rồi đem giam cầm ở thành Kim Dung. Trước việc phế bỏ thái tử, các đại thần cảm thấy bất bình, nhưng không dám công khai chống lại mà lén gửi thư nhờ cậy Triệu Vương Tư Mã Luân giúp đỡ. Tư Mã Luân so với Tấn Huệ Đế là thuộc hàng ông, mà so với Tư Mã Duật là đến hàng cụ. Từ lâu đã có mộng tưởng vươn lên nắm đại quyền, thấy đây là cơ hội lớn để ra tay. Luân cũng rất nham hiểm, ông ta muốn trừ cả Giả Hậu và thái tử để dọn đường cho mình. Sau khi bàn bạc, Luân nghe theo lời mưu sĩ Tôn Tú, tung tin rằng triều thần muốn phục ngôi thái tử để phế Giả Hậu. Giả Hậu sợ hãi, bèn sai người hạ sát thái tử Duật ở nơi giam cầm. Tư Mã Luân lấy cớ đó kể tội Giả Hậu, rồi vào tháng 4 năm 300, ông hợp quân với Tề Vương Tư Mã Quýnh tiến vào cung bắt sống Giả Hậu, giết hết phải cánh. Diệt xong Giả Hoàng Hậu, Triệu Vương Tư Mã Luân tự lên làm tướng quốc, nắm toàn bộ triều chính. Ông ta còn chuyên quyền hơn cả Giả Hoàng Hậu trong mọi việc, không thèm để ý đến hoàng đế Bù Nhìn nữa. Một năm sau đó, vẫn chưa thỏa mãn tham vọng, Tư Mã Luân liền phế luôn Huệ Đế, tự mình lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên, chuyện làm hoàng đế thực sự không dễ dàng gì. Ông ta nhanh chóng trở thành mục tiêu chú ý của các vương. Bấy giờ,
các vương chư hầu khắp nước thấy Triệu Vương Tư Mã Luân bỗng chốc lên ngôi hoàng đế, tỏ ra ghen tị, mượn cớ Luân cướp ngôi mà đem quân về Lạc Dương. Khi đó, Tề Vương Tư Mã Quýnh, người có công cùng Luân phế Giả Hậu nhưng chỉ được ban chức nhỏ, có ý oán giận. Nhân dịp Luân cướp ngôi, bèn sai người cầm hịch triệu tập một loạt vương thất tham chiến để trừ bỏ Luân. Tháng 5 năm 301, các vương Tư Mã Quýnh, Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Ngung, Tư Mã Nghệ hẹn cùng nhau tiến về Lạc Dương. Tư Mã Luân nghe tin, vội chia quân ra chống. Hai bên kịch chiến xung quanh Lạc Dương hơn 60 ngày, số lính chết trận của hai bên lên tới gần 10 vạn. Cuối cùng, phe Tư Mã Luân yếu thế, bị Quýnh và Dĩnh dẫn quân vào Lạc Dương giết chết, xong đưa Huệ Đế trở lại làm hoàng đế Bù Nhìn. Tề Vương Tư Mã Quýnh cho rằng mình là người đầu tiên giấy binh nên được nắm quyền phụ chính. Ông lại khuyên Tư Mã Dĩnh trở về Nghiệp Thành, đồng thời hứa sẽ phò trợ Tấn Huệ Đế và không làm việc cướp ngôi như Tư Mã Luân. Tư Mã Dĩnh nghe lời khuyên và giao hết công trạng cho Quýnh, rồi đến gặp Huệ Đế xin được về Nghiệp Thành vì lý do mẹ ông bị bệnh. Vậy là sau khi các vương giúp về, Tư Mã Quýnh một mình cầm quyền trong triều với tên gọi Đại Tư Mã. Tuy nhiên, không như lời hứa, Quýnh lại có ý chuyên quyền lấn vua, rồi chơi bời không lo chính sự. Khi đó Tư Mã Ngung ghen tức với Quýnh, ông mưu tính viết thư sai Tư Mã Nghệ đánh Quýnh. Tin rằng Tư Mã Nghệ sẽ thất bại, ông sau đó sẽ lấy cớ Tư Mã Quýnh giết Tư Mã Nghệ, hợp binh với Tư Mã Dĩnh, chống lại Tư Mã Quýnh. Một khi đã chiến thắng, ông ta sẽ phế truất Tấn Huệ Đế và phong Tư Mã Dĩnh làm hoàng đế, còn mình làm tướng quốc cho Dĩnh. Thế nhưng, Nghệ không phải là người tầm thường. Năm 302, Trường Sa Vương khởi binh giết được Tư Mã Quýnh và nắm quyền trong triều. Tư Mã Nghệ trở thành nhiếp chính, ông tỏ ra là một người tài năng, nỗ lực cải cách triều đình nhà Tấn giữa lúc bạo loạn và suy tàn. Bên cạnh đó, ông cũng giữ đúng lễ với người anh trai bị thiểu năng của mình, mọi việc đều dâng lên để Huệ Đế xem qua. Dù vậy, ông vẫn chưa biết âm mưu của Tư Mã Ngung, cho nên tất cả các vấn đề quan trọng đều để trình cho Tư Mã Ngung để quyết định. Tư Mã Ngung sau khi biết kế hoạch thất bại tỏ ra tức giận, lợi dụng lòng tin của Tư Mã Nghệ để âm thầm phái người đến ám sát. Tuy nhiên, những người phái đi đều bị Nghệ phát hiện và xử tử. Nhận được tin kế hoạch tiếp tục thất bại, Tư Mã Ngung kể tội Tư Mã Nghệ với Tư Mã Dĩnh, rồi cả hai cùng kéo quân tiến đánh thành Lạc Dương, thảo phạt Nghệ. Năm 303, Tư Mã Ngung lệnh cho bộ tướng Trương Phương đem 7 vạn quân kết hợp với hơn 23 vạn quân của Tư Mã Dĩnh, đồng thời tấn công Lạc Dương. Tấn Huệ Đế hạ chiếu lệnh cho Tư Mã Nghệ làm đại đô đốc, dẫn quân nghênh chiến. Trong lúc hai bên đang giao chiến, triều đình cố gắng lợi dụng mối quan hệ của hai anh em Nghệ và Dĩnh để bắt đầu hòa đàm và cố gắng dẹp yên chiến sự. Nhưng Nghệ từ chối điều kiện của Dĩnh, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Sau một thời gian nữa, do quân Tư Mã Nghệ ít hơn, bị thất thế phải đem Huệ Đế chạy khỏi Lạc Dương, tướng Trương Phương được tin liền đuổi theo, bắt được Tư Mã Nghệ và hành quyết ngay sau đó. Giết được Tư Mã Nghệ, Ngung và Dĩnh mang quân vào kinh đô, ép Huệ Đế lập Dĩnh làm hoàng thái đệ. Bản thân Ngung tiếp tục kiểm soát từ xa và tin tưởng giao triều đình cho Dĩnh. Tuy nhiên, sau khi phong hoàng thái đệ, Dĩnh lại sinh ra kiêu căng gây ra thất vọng cho nhiều người. Nhiều quan chức ở Lạc Dương cảm thấy mệt mỏi với tình hình này. Họ đã đứng lên dưới quyền chỉ huy của Tư Mã Việt đánh đuổi Tư Mã Dĩnh về Nghiệp Thành. Chưa dừng lại ở đó, Việt Nhân đã thắng trận mang Huệ Đế thân chinh cùng đánh Nghiệp Thành để tận diệt Dĩnh. Ban đầu Việt dẫn quân tới khiêu chiến, nhưng Tư Mã Dĩnh không chịu ra đánh, tưởng là quân Dĩnh tan rã, Việt sinh ra chủ quan không có phòng bị. Tư Mã Dĩnh nhân đó tập hợp quân dẫn ra tập kích bất ngờ, Việt thua trận bỏ chạy, Dĩnh bắt giữ Huệ Đế, không đưa Huệ Đế trở về Lạc Dương mà giữ ở Nghiệp Thành. Bị thất bại, Việt mời đô đốc Vương Tuấn đang chỉ huy lực lượng ở U Châu mang quân tới đánh Tư Mã Dĩnh. Để chắc thắng, Vương Tuấn cho tăng cường thêm binh lính Tiên Ti, Ô Hoàn và cộng thêm lực lượng của Tư Mã Việt dẫn tới đánh Tư Mã Dĩnh. Dĩnh bí thế, bèn triệu tướng hung nô là Lưu Uyên tới giúp sức. Tuy nhận lời nhưng Uyên không thực sự muốn giúp Dĩnh, khiến Dĩnh thua trận hoảng hốt đưa Tấn Huệ Đế chạy về Lạc Dương. Tư Mã Ngung lúc này đang ở Trường An, nắm được tình hình, bèn sai bộ tướng Trương Phương mang quân vào Lạc Dương lấy danh nghĩa cứu giá, phế truất Tư Mã Dĩnh khỏi vị trí hoàng thái đệ, thay vào đó một người anh em khác của Huệ Đế là Tư Mã Xí làm thái tử. Song Trương Phương buộc Huệ Đế, thái tử Xí và Tư Mã Dĩnh chuyển từ Lạc Dương đến Trường An dưới sự điều hành của Tư Mã Ngung. Để xoa dịu các lực lượng chống đối, Tư Mã Ngung thăng chức cho tất cả các hoàng tử và tông thất nhà Tấn, nhưng việc thăng chức của ông không mang lại hiệu quả như mong muốn. Vào mùa thu năm 305, Tư Mã Việt tiếp tục đưa quân đi nổi loạn, lần này là chống lại Tư Mã Ngung. Cuộc chiến lan rộng, buộc các thứ sử và tướng lĩnh khác phải chọn phe. Đầu năm 306, sau vài cuộc giao tranh, với lực lượng mạnh hơn Tư Mã Việt giành được một số chiến thắng, Tư Mã Ngung bắt đầu sợ hãi. Ông hành quyết Trương Phương để tìm kiếm hòa hoãn, nhưng Tư Mã Việt từ chối.
Đến mùa hè năm 306, dưới sức ép của Tư Mã Việt, Tư Mã Ngung buộc phải từ bỏ cả Trường An và Huệ Đế. Lực lượng của Tư Mã Việt đến đón Huệ Đế trở về Lạc Dương. Cùng lúc đó, Tư Mã Dĩnh đi về Lạc Dương. Một số bộ tướng cũ của Dĩnh muốn dựng ông làm vua nhưng bị bộ tướng của Tư Mã Việt là Tư Mã Hồ dẹp tan. Lưu Dư sợ Tư Mã Dĩnh gây hậu họa, bèn sai người đánh thuốc độc giết chết Dĩnh. Không bao lâu sau cái chết của Dĩnh, Tư Mã Việt muốn đưa một người tỉnh táo hơn lên làm hoàng đế, bèn đầu độc Huệ Đế, lập hoàng thái đệ Tư Mã Xí lên ngôi, tức là Tấn Hoài Đế. Vì chuyện này, Việt sợ Ngung lại nổi dậy chống đối nên mời Ngung vào triều làm tư đồ. Tuy nhiên, lúc đó Tư Mã Mô là em trai của Tư Mã Việt vốn có thù với Tư Mã Ngung, sợ sau này có quyền trong triều đình sẽ hại mình nên mang quân đón đường giết chết Ngung tại Tân An gần Lạc Dương. Sau các biến cố liên tiếp, mấy vương đồng loạt rời khỏi chính trường. Tư Mã Việt trở thành người nắm chính trường, làm chức thái phó điều hành triều đình, loạn bát vương chấm dứt. Ảnh hưởng của loạn bát vương, cuộc chiến tấn công lẫn nhau của các vương đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng cầm quyền của nhà Tây Tấn và trở thành nhân tố quan trọng dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của nhà Tây Tấn. Ngoài ra, cuộc chiến mở rộng đã khiến nhiều vùng đất nước bị thiệt hại nặng nề, nạn đói và dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhiều người buộc phải rời bỏ quê hương để mưu sinh và trở thành người tị nạn. Về mặt lịch sử, trong loạn bát vương, nhiều bộ lạc của các dân tộc thiểu số chính ở phía Bắc bao gồm Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàn đã lợi dụng sự trống rỗng trong chế độ Tây Tấn để dưới binh thoát khỏi sự kiểm soát của nhà Tấn và liên tiếp thành lập các chế độ riêng biệt, đóng quân ở Trung Nguyên, cuối cùng dẫn đến sự làm loạn của các tộc này trong lãnh thổ Tây Tấn mà sử gọi là Ngũ Hồ Thập Lục Quốc.